Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đồng Nai với tôi. Và ngày hôm nay tôi sẽ đưa quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng khám phá một quán cà phê rất là đẹp tại khu vực thành phố Biên Hòa thuộc khu vực Aqua City. Đây là quán cà phê kính có trị giá khoảng 100 tỷ đồng. Khu vực Aqua City hiện nay cũng đang là khu vực rất là phát triển. Giá nhà đất ở đây trung bình từ 10 tỷ cho đến 100 tỷ. Vào phía bên trong quán cà phê thì chúng ta sẽ được thưởng thức một khu vực không gian toàn là kính. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với kênh Đồng Nai của tôi vào trong khu vực quán cà phê để khám phá xem quán cà phê ở đây có gì đặc biệt. Hiện nay tôi đang có mặt tại khu vực ngã ba Vũng Tàu, hướng đi về Vũng Tàu, quốc lộ 51. Phía tay trái màn hình của bạn đó chính là khu vực Bixi. Bixi này ngày xưa gọi là Cora. Và phía bên tay trái màn hình quý vị các bạn, chúng ta đi khoảng 100m nữa thì đó là chợ Long Bình Tân. Thời tiết ngày hôm nay tại Đồng Nai vào cuối tuần có nhiệt độ rất là lý tưởng. Nhiệt độ ngày hôm nay tôi đo được là khoảng 30 cho đến 31 độ C, trời có nắng. Và thể theo lời yêu cầu thì tôi sẽ quay từ khu vực ngã ba Vũng Tàu vào tới quán cà phê Aqua City để quý vị và các bạn theo dõi. Ở khu vực chỗ này rẽ vào tay phải, chúng ta sẽ đi vào khu vực Long Bình Tân hay còn gọi là bến gỗ. Đến khu vực chỗ này thì tôi tua nhanh lên khoảng 2 lần. Chúng ta đi thẳng khoảng một đoạn tới bệnh viện Simac. Và đối diện bệnh viện Simac là sẽ có một cái đường, đó là đường Ngô Quyền. Chúng ta sẽ rẽ vào và đi thẳng thì sẽ đến được quán cà phê kính tại khu vực Aqua City. Các bạn có thể nhìn thấy cái bảng chỉ dẫn là đi vào khu vực Aqua City sẽ mất khoảng 4 km. Vào trong đây thì chúng ta sẽ có một cái khu vực, đó chính là đình An Hòa, là một trong số những đình lâu năm nhất tại khu vực bến gỗ. Khu vực này hiện nay cũng đang rất là phát triển. Sắp tới đây Aqua City xây dựng xong cũng như là sẽ làm cầu bắc qua bên quận 9 thì sẽ là một cầu nối rất là quan trọng. Ta có thể đi qua khu vực sân bay Long Thành rất là gần, cũng như là đi bắt qua quận 9 và Nhân Trạch rất là gần luôn. Chính vì vậy mà khu vực này hiện nay đang rất là phát triển và giá đất ở đây hiện nay cũng rất là cao. Và hiện nay tại Việt Nam các quầy bán hàng giống như ở bên Thái Lan, các cái mặt hàng giống như là Bách Hóa Xanh hay là Vinmart rất là nhiều. Tại Thái Lan thì có các cửa hàng như là 7-Eleven là mọc dài khắp cả đất nước Thái Lan. Và hiện nay Việt Nam chúng ta cũng đang có những mô hình như Bách Hóa Xanh cũng như là Vincom. Ở đây là khu vực chợ nhỏ. Ta cứ đi thẳng khoảng 4 km thì sẽ đến được khu vực Aqua City. Khu vực này hiện nay cũng rất là nhiều bạn trẻ biết đến và đến đây để uống cà phê cũng như là chụp hình và check in. Tại vì view ở đây rất đẹp. Nếu quý vị các bạn có dịp đi đến đây vào buổi tối thì nó sẽ có nước bắn lên từ cái khu vực cái cánh đại bàng. Đi khoảng 100m nữa thì chúng ta sẽ đến đường rẽ vào khu vực đình An Hòa.
đường xá tại khu vực chỗ này thì nó rất là xấu, nó cũng không được đẹp lắm. Đường chỗ này thì nó hơi nhỏ. Và khu vực Bến Gỗ này có đặc sản đó chính là chuột đồng. Quý vị và các bạn mà có dịp đến đây thì chúng ta nên thưởng thức chuột đồng cũng như là cháo rắn là đặc sản ở khu vực Bến Gỗ này. À, đây là khu vực rẽ vào đình An Hòa. Đi qua khỏi khu vực cầu chỗ này chúng ta sẽ đi mất khoảng 2 km nữa thì chúng ta sẽ đến khu vực Aqua City. Tại khu vực này thì rất là thoáng mát và thời tiết ở đây rất là trong lành. Tại vì khu vực ở đây được bao bọc bởi sông Đồng Nai cũng như là các kênh rạch ở đây. Bây giờ tôi sẽ tua nhanh khoảng 2 lần. Và phía bên tay trái màn hình quý các bạn đó chính là khu vực Long Hưng City. Khu vực chỗ này vẫn còn rất là hoang sơ. Và trong lúc đi thì tôi có gặp được một khu vực họ trồng sen dọc theo bên đường và vào trong đây để quay cho quý vị các bạn cùng xem. Sen ở đây rất là lớn. Đây là quý vị thấy là tại đây có một cái đầm sen và những bông sen ở đây rất là to. Sen cũng là một trong những biểu tượng của Việt Nam, quốc hoa của Việt Nam là hoa sen. Ở đây hồ sen cũng rất là lớn và sen nở cũng rất đẹp. Đây quý vị các bạn thấy là những bông hoa sen rất là lớn và rất đẹp. Tiếp tục thì tôi chạy tiếp thẳng theo con đường Ngô Quyền hướng đi về Aqua City. Và trước màn hình quý vị các bạn có thể nhìn thấy cái bảng đề chữ Aqua City và phía bên tay trái màn hình quý vị các bạn là những ngôi nhà được xây dựng rất là đẹp. Giá nhà ở đây trung bình là thấp nhất là 10 tỷ và cao nhất là 100 tỷ. Và hiện nay Aqua City cũng đang rao bán nhà cũng rất là nhiều, các khu vực đang xây dựng và khoảng 1 tháng nữa thì sẽ khánh thành khu vực trung tâm mua sắm. Đây là khu vực rất là phát triển, phong cách rất là châu Âu.
đường xá khu vực chỗ này rất là rộng rãi và thoáng mát. Đây là những cái xe để chở du khách đi tham quan khu vực Aqua City. Và trước màn hình quý vị các bạn là một ngôi nhà xây dựng một phong cách rất là châu Âu. Và phía bên tay trái màn hình quý vị của bạn đó chính là trung tâm mua sắm và sắp tới đây sẽ khánh thành. Và bây giờ tôi sẽ đi dạo một vòng chỗ này để quay cho quý vị và các bạn cùng xem, sau đó sẽ đi vào khu vực giữ xe và vào quán cà phê kính. Và trước màn hình quý vị và các bạn đó chính là quán cà phê kính nằm sát bên khu vực nhà xây giống châu Âu. Tôi sẽ đi một vòng khu vực chỗ này để cho quý vị và các bạn cùng xem. Ở khu vực chỗ này cũng đang mọc lên một số quán cà phê như là một số quán ăn, và sắp tới đây khu vực này sẽ là một địa điểm rất nhiều người sẽ đến đây để mua sắm cũng như là ăn uống tại đây. Phía tay trái màn hình quý của bạn là khu vực đang xây dựng dở dang. Và trước màn hình quý của bạn là quán cà phê kính trị giá 100 tỷ đồng. Tôi sẽ đi vòng qua khu vực chỗ này để cho quý vị các bạn cùng xem. Đây quý vị các bạn có thể thấy là cuối tuần xe hơi đậu ở đây cũng rất là nhiều. Quán cà phê này cũng đang là một địa điểm rất là hot tại khu vực thành phố Biên Hòa. Xe hơi dựng dọc ở bên đây rất là nhiều. Ở đây là khu vực cổng chính để đi vào quán cà phê. Khu vực chỗ này có một số siêu xe đậu ở đây. Đây bữa nay có một quán cà phê cũng mọc ở ngay đây. Giờ tôi sẽ đi vòng ra phía nhà giữ xe, sau đó đi vào khu vực trong quán cà phê kính để quay cho quý vị các bạn cùng xem. Và phía bên tay trái màn hình quý vị các bạn là khu vực quảng trường. Khu vực quảng trường này vào buổi chiều thì rất là nhiều người tập trung tại đây để thư giãn, tập thể dục cũng như là có nhạc nước bắn lên từ khu vực cánh chim ưng. Và trước màn hình quý vị các bạn là khu vực trung tâm mua sắm. Và sau khi gửi xe xong thì tôi sẽ đi dạo một vòng khu vực quảng trường để quay cho quý vị các bạn cùng xem. Quảng trường ở đây rất là rộng rãi và thoáng mát. Và phía bên tay phải của quý vị bạn là khu vực nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đây cũng rất là sạch sẽ. Và phía trên ngay chỗ này họ làm một cái cầu thang giống như là cổng trời. Không gian ở đây rất là rộng rãi.
Ở đây là khu vực cầu thang. Các bạn trẻ có thể đứng ở đây chụp hình, lấy những cái view đẹp. Phía xa xa là những tàu cano. Khách đến đây có thể lên và đi tham quan đảo Phượng Hoàng. Ở đây tôi thấy có hai cái thùng rác màu xanh và rác có mũi tên màu đỏ, phân loại hai loại rác, rác hữu cơ và rác vô cơ. Lúc này tại Việt Nam chúng ta cũng đang là khuyến cáo phân loại rác. Ở đây là một cái cầu để chúng ta bắc qua để đi qua khu vực những cái cano để đi tham quan đảo Phượng Hoàng. Và phía xa xa mình quý bạn là một cái thuyền rất là lớn. Đây là khu vực nhà hàng bán cà phê. Một cái view rất là đẹp đúng không quý vị? Ở đây có những chiếc cano nhìn rất là đẹp, hoàn tráng. Bây giờ tôi sẽ đi vào phía bên trong cái du thuyền này để quay cho quý vị bạn cùng xem cái nhà hàng ở đây. Nước sông Đồng Nai ngày hôm nay do thời tiết mưa cho nên là nước sông nó sẽ vàng đục. Đây là khu vực phía bên trong nhà hàng nè quý vị. Còn bằng gỗ không, nhìn rất là hoàn tráng, rất đẹp. Một phong cách trình bày cũng rất là châu Âu. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm Aqua City từ trên cao. We'll be right back.
Và bây giờ thì tôi sẽ đi dạo một vòng tại khu vực chỗ cái cánh Đại Bàng và đi vào khu vực bên trong quán cà phê. Lúc này thì tôi thấy có rất nhiều bạn trẻ đang là tập trung để được chụp hình. Khu vực này cũng là khu vực mà rất là nhiều người tập trung để chụp hình tại đây. À, lúc này thì thời tiết bắt đầu hơi âm u và có thể sẽ mưa. Xa xa thì quý vị các bạn có thể nhìn thấy là có rất nhiều xe hơi đang đậu ngay khu vực dọc bên quán cà phê Tính. Nhìn rất là phong cách, rất là châu Âu đúng không quý vị? Đây là một địa điểm rất là lý tưởng cho các bạn trẻ cũng như là nhiều người muốn chụp hình check in, câu view tại đây. Ngày hôm nay là ngày cuối tuần, chính vì vậy mà lượng khách vào trong quán rất là đông. Đây quý vị có thể nhìn thấy là rất là nhiều xe hơi đậu tại đây. Ở đây có một số siêu xe nè, những xe đậu ở đây giá trị rất là cao. Giờ tôi sẽ đi vào trong quán cà phê. Quán hoạt động từ 7 giờ sáng đến 16 giờ, thứ bảy chủ nhật là đến 19 giờ 30. Vào phía bên trong quán thì đây quý vị có thể nhìn thấy là rất là nhiều người, hầu như các chỗ đều kín. Vào một không gian là toàn là kính. Ở trong đây mở máy lạnh suốt cho nên là rất là mát, không có nóng. Mặc dù là cà phê kính nhưng mà nhiều người cứ nghĩ là nó nóng, nhưng mà thực chất không có nóng, trong đây máy lạnh rất là mát. Ngày cuối tuần thì lượng khách ở trong đây khá đông, hầu như kín chỗ hết luôn mà không có chỗ để ngồi. Và phía trên xa xa đó là khu vực quầy pha chế. Bây giờ mình sẽ đi ra quầy để mình Bây giờ tôi sẽ order một đi tô. dạo một vòng tới khu vực quầy pha chế để quay cho quý vị cùng xem. Lúc đi
Ở đây là khu vực quầy pha chế. Cà phê này có tên là Philadelphia. Hệ thống quán cà phê Philadelphia hiện nay tại Việt Nam cũng đang phát triển cùng với lại Highland Coffee. Và hiện nay hệ thống quán cà phê Philadelphia cũng đang mở rất nhiều tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại Đà Lạt thì có một quán cà phê Philadelphia tại đồi chè Cổ Đất. Đây là thức uống tại quán. Và lúc này thì thời tiết đã bắt đầu có mưa. Bây giờ xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng nhìn toàn cảnh quán cà phê Philadelphia và phê kính 100 tỷ từ góc nhìn 360 độ. Và nước uống ở đây giá trung bình cũng xem với lại nước uống tại Highland, giá khoảng 45, 55 cho đến 59.000. Không gian thoáng mát, đẹp đẽ, và đến đây thưởng thức một ly nước uống vào cuối tuần thì rất là tuyệt vời. Xin mời quý vị và các bạn hãy thưởng thức nước chung với tôi.
Và đến đây tôi xin phép dừng video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Nếu quý vị và các bạn yêu mến kênh Đồng Nai Quê Tôi, quý vị và các bạn có thể ấn vào nút đăng ký, subscribe. Đặc biệt nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh Đồng Nai Quê Tôi. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại.